Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Bây giờ không phải là ân oán giữa Cuồng Võ Đường và Hỏa Sư Điện. Ngươi có biết người mà vừa nãy ngươi giết là ai hay không hả? Hắn chính là đệ tử của Thiên Kiếm Tông. Chả trách trình độ kiếm đạo của người này lại vượt xa đám vô dụng Cuồng Võ Đường, thì ra là trợ thủ được Thiên Kiếm Tông mời đến. Sao thế? Giết người mà còn muốn đi nữa hay sao? Đúng, người là do hắn giết, không có liên quan đến Cuồng Võ Đường chúng ta. Hơn nữa ngươi cũng đã nghe thấy rồi, vừa nãy là bản thân hắn nói, hắn ra khỏi Cuồng Võ Đường rồi. Ngươi giết đệ đệ của ta sẽ giết chết ngươi. Ngươi không nên quyết đấu đài, thế thì hãy giải quyết ở đây là được rồi. Đây là địa bàn của Cửu Tiêu Môn, không nên quyết đấu đài, vậy đó chính là gây chuyện. Ngươi đây là không hợp với quy tắc rồi đúng không? Quy tắc chính là đặt ra cho mấy kẻ yếu như các ngươi. Đối với Thiên Kiếm Tông chúng ta không có ràng buộc. Tiểu tử thối từ đâu đến, một mình mà cũng dám tùy ý ra mặt. Ngươi! Nếu như ngươi đã không tôn trọng quy tắc của Cửu Tiêu Môn, vậy ta sẽ đại diện cho Cửu Tiêu Môn. Giết ngươi là được rồi. Ngươi! Mọi người hãy cùng nhau xông lên, giết hắn cho ta. Các ngươi muốn làm cái gì ta không quản, nhưng hắn là người của ta. Nếu như còn ai dám động tâm tư đến, dám động tâm tư ra tay với hắn, vậy thì các ngươi không cần phải rời khỏi Cửu Tiêu Môn nữa đâu. Ngươi nói bản thân của ngươi là người của Cửu Tiêu Môn thì chúng ta tin chắc. Ngươi cứ đợi đấy, Thiên Kiếm Tông của chúng ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Bái kiến Vân Sơn trưởng lão. Bái kiến Vân Sơn trưởng lão. Bái kiến Vân Sơn trưởng lão. Tham kiến kiếm môn chủ. Không biết là ngài dùng thuật không gian triệu hoán truyền chúng ta đến đây là có gì dặn dò hay không? Cái gì môn chủ? Hắn là môn chủ mới nhậm chức của Cửu Tiêu Môn. Vừa hay mấy người này xem thường quy tắc của Cửu Tiêu Môn, diệt đi, bổn tọa không muốn làm bẩn tay của mình. Vâng. Đây hoàn toàn là điện áp một tay, là điện áp một mặt. Tiểu thập đi thôi. Vâng, sư tôn. Sư tôn vẫn chưa thay đổi, vẫn mạnh như trước đây.